khí. Phú Quốc không chỉ biết đến với biển xanh cát trắng nắng vàng hay đa dạng hải sản tươi sống, mà bên cạnh đó còn có rất nhiều địa danh mang vẻ đẹp hoang sơ huyền bí. Và đặc biệt hơn nữa là một địa chỉ gắn liền với đời sống, sự hình thành và phát triển của hòn đảo Ngọc, đó là Bảo tàng Cội nguồn Phú Quốc. Bảo tàng Cội nguồn được chính thức khai trương đón khách vào ngày 30 tháng 4 năm 2009. Do anh Huỳnh Phước Huệ khai sáng và cũng là người ở địa phương Phú Quốc. Anh tốt nghiệp đại học ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1997. Sau khi ra trường, anh trở về quê với nghề hướng dẫn viên du lịch. Bằng sự đam mê và sáng tạo, từ đó anh đã tìm ra một diện mạo mới cho chính mình. Bảo tàng Cội nguồn là bảo tàng tư nhân thứ 9 ở Việt Nam, Tây Nam của Tổ quốc. Tọa lạc 149 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông. Hiện nay, bảo tàng sở hữu trên 3.000 hiện vật, trong đó có đến 45% cổ vật giá trị đã được kiểm chứng xếp hạng và cấp phép của Bộ Thông tin Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam. Gồm có 300 bộ thư mục quý bằng 4 thứ chữ Hán, Việt, Anh và Pháp, hơn 100 tác phẩm nghệ thuật dân gian, bộ sưu tập rìu đá được tìm thấy ở xã Cửa Cạn, bộ sưu tập thực vật hóa thạch từ xã Hoàng Thôn, bộ sưu tập biển bao gồm xương cá voi, bò biển, cá đao, 10 loài san hô và 20 loài ốc biển, bộ sưu tập về rừng gồm hệ động thực vật trên đảo, các mẫu gỗ quý hiếm và thực vật đặc hữu. Nói chung, tất cả những sản vật quý hiếm trên đảo Phú Quốc đều có mặt ở đây, nên bảo tàng Cội nguồn được mệnh danh là một Phú Quốc thu gọn. Bảo tàng Cội nguồn được thiết kế gồm 5 tầng. Tầng 1 trưng bày giới thiệu về điều kiện tự nhiên của đảo Phú Quốc như tiêu bản về thổ nhưỡng, đời sống sinh vật biển, động thực vật trên đảo. Tầng 2 là không gian tiểu sử văn hóa ốc eo, nhà họ Mạc với Phú Quốc, di tích về thời Chúa Nguyễn, cụ Nguyễn Trung Trực và nhân dân trên đảo. Tầng 3 giới thiệu trưng bày về sưu tầm khảo cổ, gốm sứ Nam Bộ, hiện vật đồ sắt và đồ đồng, gốm Việt Nam từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15, gốm cổ Trung Quốc từ thế kỷ 18 và 19. Tầng 4 trưng bày mô hình tàu đắm và cổ vật được vớt lên từ tàu đắm. Tầng 5 trưng bày hiện vật sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo Phú Quốc như mô hình nhà truyền thống và các vật dụng sinh hoạt. Còn có không gian trưng bày lộ thiên ngoài trời như chim đại bàng, ó biển, chó sói, v.v. Và cuối cùng là sân vọng cảnh, ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Dương Đông. Nếu ai đến Phú Quốc mà không đến với bảo tàng Cội nguồn thì như chưa từng đặt chân đến Phú Quốc. Có rất nhiều văn nghệ sĩ đến với Phú Quốc không những đến đây một lần mà còn rất nhiều lần, vì nơi đây có mối liên quan mật thiết về lịch sử của hòn đảo Ngọc, là nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật vô tận. Bảo tàng Cội nguồn góp phần nuôi dưỡng và thúc đẩy để Phú Quốc trở thành một thành phố biển nhiệt đới văn minh hiện đại và bền vững.